ngủ hoài vậy coi. Nó chết rồi. Quá chú Tiểu. Ê chà, con là chú Tiểu ở chùa đó hả? Hay là con mặc đồ của nhân vật thôi? À, ngon ngon. Con nhiêu tuổi rồi? Con 4 tuổi. Ai? Ai xúi con đi thi? Ai? Chị con xúi con đi thi. Ai vậy? Con có sợ, con có run không? Con ơi, con nhìn qua kia, cái cô áo cam kia là gì của con? Chị Uyên. Chị Uyên là gì của con? Thì em. Oh. Oh. Vui à, này vui à, cái này vui nè. Cái tóc ai cắt cho con vậy? Chị con. Trời ơi, xong rồi. Chị con trong nhà bá đạo quá vậy. Con già lắm. Bốn tuổi mà như 40 á. Ai đưa mắt kiến con đeo ạ? À? Chị con. Trời ơi. Mọi cái cơ. Cái bà mình... chị bắt khủng khiếp thiệt. Mọi cơ muôn là do chị con à. Con ơi, con chuẩn bị nha. Con có 60 giây đó, cố gắng hết sức nha. Và 60 giây cho con bắt đầu. Hai bà tôi xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bà tôi muốn tìm cái chí của cô hồ ly tinh để đòi làng yêu. Bây giờ mấy bà có muốn tìm con hồ ly tinh để đòi làng yêu không? Muốn. Mấy bà đòi làng yêu. Chúc mừng cô. Chết hài chưa hạnh đã cười. Nè, biết sao cười không? Tại không biết nó nói cái gì. Con nói gì vậy? Con nói cái gì vậy? Con nói bà Tuyết. Con nói bà Tuyết cái gì mà con lao quá trời đó. Bây giờ con muốn mấy bà cũng tìm con hồ ly tinh đi đòi làng yêu không? Muốn mấy bà đẹp được không? Anh Thành được không? Kệ đó. Nè, con là một trong những diễn viên hài đầu tiên trên thế giới sáng lập ra một trường phái hài mới là không cần khán giả hiểu cái gì. Đây là một trường phái hài mới mà chú Thành phải học con. Chỉ cần như vậy thôi. Con ơi, con ơi, bây giờ là con đang chiến thắng vòng 1 rồi. Bây giờ con suy nghĩ đi, là con cầm 2 triệu đi về với chị con hay con thi tiếp? Con đi tiếp. Thi tiếp. Con là con tự thích thi tiếp hay là chị con xúi con thi tiếp? Chị con không xúi con. À. Đó, bây giờ là một mình một nửa nè. Dạ luôn. Bây giờ con có 60 giây nha. Chuẩn bị nè, 60 giây của con bắt đầu. Con gì đó, ngủ hoài vậy coi. Nó chết rồi. Quá Ai chết vậy? Trời ơi. Con sướng ngủ trong rừng. Bà công chúa ngủ trong rừng bây giờ tôi không biết. Tại sao bà ngủ hoài bà không dậy? Nó chết trời ơi. Bây giờ chú Thành nuôi con làm con, chú Thành con có chịu không? Chú nuôi con thì con đủ. Nè, chắc bà chị xúi nói vậy phải không? Thiệt tình. Có không? Chị con có xúi con vậy không? Đúng. Đằng sau mọi chuyện đều có mặt mà chị. Con suy nghĩ kỹ nha. Nếu vòng sau mà con thua là con mất 10 triệu đó. Bây giờ là con quyết định đi. Kìa, bóng dáng người phụ nữ đã xuất hiện. Con đi thi. Con này, này nó thi theo phong trào. Ai mà kiểu thi đã thi à. Và con có 60 giây thời gian bắt đầu. Tình ơi lâu lâu con trai nó tặng cây bánh sinh nhật nhìn quý dễ sợ. Trời đất ơi nhìn hoành tráng lễ. Ta nó cái bánh kem này nó thơm.
thì mấy con chết. Trời đất ơi, cái đám cung dịch nó la hoài. Tiếp con. Nó không chạy làm tôi muốn chết luôn với trời. Chị, tôi có ứa nhỏ con gái. Chờ cho nó đi nó kiếm nó còn có lá banh này kia. Cái con nằm dễ sợ như là nghe thì em tôi thấy bụi tôi biết không kêu thiệt á. Cái đó gọi là cưỡng hôn đó biết không? Trời ơi, cái này chắc coi cái đĩa tôi nát luôn phải không? Phải không? Coi cái đĩa của chú Thành đúng không? Trời ơi, nó coi chắc cũng nát bốn cái đĩa rồi nó mới thuộc. Nó nói cái gì vậy? Tôi cười. Bây giờ tôi đâu có biết nó nói cái gì đâu. Cái trường phái hài mới chị. Nè, chỉ cần biết cầm cái bánh kem là diễn cái tuồng khó ở của tôi. Cái vai ông già tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, còn ngoài ra tôi không nghe nó nói một chữ gì hết nha. Đó rồi nè, đây là trường phái hài mới của thế giới hiện đại hiện nay, gọi là hài không cần hiểu, hài bất chấp vi diệu. Khang ơi, con có muốn cầm 20 triệu về không hay là thi tiếp vòng tiếp theo? Bé An Khang với sự dễ thương và đáng yêu của mình đã liên tiếp 3 lần giành được nụ cười của cả hai giám khảo Trấn Thành và Việt Hương. Liệu bé còn đủ khả năng để đi tiếp? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Khang ơi, bây giờ con quyết định đi tiếp hay Khang ơi, cố lên nha con, cố lên, 40 triệu, cố lên nha. Con có 60 giây, cố lên chọc cười hai cô chú phía trước nha. Và 60 giây, bắt đầu. Sáng nay đi thi cho anh em nhờ con nhỏ mất cấp. Em trang điểm cho chị thật là đẹp. Em thân từ người nào em trang điểm cho chị giống người đó nhớ chưa? Cô bé nó hư vậy là em hứa. Em thân từ người nào, cô bé nó hư vậy là em hứa. Nhóc là hãy thị tưởng tượng, nếu nếm như cái hồ ngọc thà thì cái mặt của mình cũng xinh đáo để, hoặc là nó rất tốt thôn anh văn thì cái mặt của mình trời mà bữa ra cái mặt đẹp là em thân từ ngay, em thân từ ngay nó trở lên tôi thân từ Trấn Thành ơi. Trời ơi, nè bây giờ tôi mới nói nữa nè, nó thuộc nữa cái YouTube đó, nó thuộc nữa cái YouTube có đó. Bây giờ tôi mới biết là cái gì. Chị có nhớ không, đây là tiết mục của một bạn đã từng lấy 40 triệu của chúng ta, đó là bạn Thiện Trung. Là cái vụ mà hỏi là mình make up. Nếu quý vị muốn biết cái này, mở lại thách thức tranh hài mùa 1, thí sinh Thiện Trung lấy tụi tôi 40 triệu, sỉ nhục và Việt Hương không còn một cái gì hết. Là cái ông đó mà nó thuộc luôn, bái phục, mà nó còn dị bản nữa đúng không? Dễ thương quá, con nhà anh. Sao con dễ thương quá vậy? À, cái này là con coi thuộc là có ai, ai mở cho con coi hay con thích ai là con bấm người đó. Chị con chạy con cũng là một bốn hai bà chị nữa. Trời ơi, tôi thấy là bà này là coi như bà là bà chị quyết định cuộc đời của con nhỏ. Bữa nay con có vui không? Dạ vui. Hôn con hơn cái được không? Còn tôi nữa chứ. Tôi thành cái tôi nữa cái cho bố thí cho cái. Dễ thương quá. Bây giờ làm sao để mà chú có thể kết nghĩa cùng con đây hả? Mình làm anh em kết nghĩa chứ. Dễ thương quá. Giờ sao suy nghĩ coi có nên kết nghĩa không? Trời thở dài nữa mà. Trấn Thành với con là hai chị em. Trời ơi, xuất sắc, trời đất ơi. Xuất sắc.
là cái gì? Thật là cái gì? Thật là gia vị à, khoan. Không phải. Thật là vi diệu. Rồi, lần đầu tiên là cậu bé 4 tuổi đến với thách thức danh hài, lãnh 40 triệu ngang nhiên trước mặt hai danh hài. Chúc mừng con.